Này thiện hiện do đó đại Bồ Tát ấy quán sát tu hành tinh tấn ba la mật đa mau được viên mãn, chống chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy vì các hữu tình tu các định thủ thắng cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột, không bao giờ phát khởi tâm tán loạn, tham sân si vân vân. Vì sao vì đại Bồ Tát ấy thường nghĩ thế này? Nếu ta phát khởi tâm câu hành tham tâm câu hành sân, tâm câu hành si và tâm tán loạn đối với các sự việc khác thì chẳng có thể thành tựu sự việc lợi ích cho người khác, cũng chẳng có thể đạt được sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện do đó Đại Bồ Tát ấy quán sát tu hành tịnh lự ba la mật đa, mau được viên mãn, trong chứng quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đại bồ tát ấy vì các hữu tình thường chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa cho đến khi đạt quả vị giác ngộ cao tột thường siêng tu học trí tuệ thù thắng vi diệu thế gian và xuất thế gian vì sao vì các đại bồ tát ấy thường nghĩ thế này nếu làm sai khác bát nhã ba la mật đa thì chẳng bao giờ thành tựu sự việc lợi lạc cho người khác cũng chẳng có thể đạt được sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện do đó đại Bồ Tát ấy, quán sát tu hành bát nhã ba la mật đa, mau được viên mãn, chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu sáu phép Ba La Mật Đa tướng không sai biệt thì đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ, đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa tu thành tựu viên mãn, nên hợp thành một Ba La Mật Đa, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại sao có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Đối với bố thí vân vân, Ba La Mật Đa là tối là thắng, là trưởng là tôn, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng.